Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh. Và chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi thì sẽ bước sang tháng 8 âm. Và Linh nghĩ rằng thời điểm này là đang là một cái thời điểm mà các dòng xe Honda nó đang có mức giá khá là hợp lý. Vì vậy nếu như khách hàng nào mình đang có ý định mua xe, các bạn có thể mua xe tại thời điểm này. Hoặc các bạn có thể đặt cọc trước để sang tháng mình có thể lấy xe để vừa được xe ưng ý cũng như là giá hợp lý nhất nhé. Và các bạn mua xe thì hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 và đến với cửa hàng Linh ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ các bạn nhé. Và trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ cập nhật giá cho các bạn tại thời điểm này, đặc biệt là giá các dòng xe ga mà trong thời gian vừa qua nó có giá rất là biến động, thì thời điểm này nó đã đang ở mức giá khá là hợp lý cho các bạn. Và Linh đang đứng bên cạnh mình là một chiếc xe Honda Lead phiên bản mới nhất các bạn nhé. Đây là Lead phiên bản mới nhất năm nay, đây là phiên bản đặc biệt màu bạc mờ. Thì Lead phiên bản mới sẽ có 3 phiên bản để các bạn lựa chọn, là phiên bản tiêu chuẩn với màu sản xuất là màu trắng, phiên bản cao cấp sẽ sản xuất với hai màu là đỏ và xanh, và phiên bản đặc biệt sẽ được Honda sản xuất với hai màu là màu bạc và màu đen nhám các bạn nhé. Và Honda Việt Nam bây giờ thì chỉ còn gom lại chỉ còn có 5 màu như Linh vừa kể thôi. Vì vậy một số màu như là Lead trên phiên bản cao cấp hay là màu xám trên phiên bản cao cấp nó sẽ không còn hàng nữa, nên các bạn lưu ý nhé. Thì đối với một chiếc xe Lead trên phiên bản đặc biệt mà Linh đang đứng cạnh cạnh đây thì đang để giá cho các bạn là 49 triệu đồng thôi ạ. Giá đã giảm so với những buổi hôm trước Linh quay là 2-3 triệu rồi đúng không ạ? Chỉ khoảng 49 triệu đồng thôi ạ cho một chiếc xe Lead phiên bản đặc biệt này các bạn nhé. Sơn nhám, màu bạc là một trong những cái màu mà rất là đẹp mà cũng rất nhiều khách hàng lựa chọn. Đó, phiên bản màu bạc mờ các bạn nhé. Đây là màu năm nay đang rất là chuộng đấy ạ. Ngoài màu này ra thì phiên bản đặc biệt còn có màu đen nhám rất là quen thuộc rồi. Với giá đang để cho các bạn phiên bản đắt nhất của dòng Lead là 49 triệu đồng các bạn nhé. So với thời điểm hôm trước thì dòng xe Honda Lead nó đang có giá khá là tốt rồi đấy ạ. Còn phiên bản cao cấp của dòng Lead thì đang để giá cho bạn là 48 triệu đồng với hai màu là đỏ và xanh. Còn phiên bản tiêu chuẩn của dòng Lead với màu trắng thì đang để giá cho các bạn là 42 triệu đồng các bạn nhé. Và nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe Honda Lead thì hãy liên hệ với Linh ạ. Và dòng xe này thì bên Linh cũng có hỗ trợ mua trả góp này. Các bạn sẽ trả trước cho Linh là khoảng 8 đến 10 triệu đồng khi mua dòng xe Honda Lead này, khi mua trả góp các bạn nhé. Với thủ tục chỉ cần căn cước công dân thôi ạ. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu đến dòng xe Honda Vision. Thì Vision là một trong những cái dòng xe tay ga mà thời gian vừa qua nó gần như là có cái mức giá khá là cao ở những cái tháng trước đây. Thì tại thời điểm hiện nay Honda Vision đang là một cái dòng xe mà có mức giá giảm sốc nhất tại thời điểm tháng 7 này. Với 3-4 phiên bản để các bạn lựa chọn, đó là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt và phiên bản cá tính. Và Linh đang đứng cạnh đây là phiên bản đặc biệt màu xanh nhám các bạn nhé. Và hiện tại với phiên bản đặc biệt màu xanh nhám thì đang ở mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 38 triệu đồng thôi ạ. Với một chiếc xe Vision phiên bản đặc biệt màu xanh nhám đang ở mức giá khoảng ngoài 38 triệu đồng. Thì Linh nghĩ rằng mức giá này nó đang ở mức giá khá là hợp lý tại thời điểm tháng 7 này rồi. Vì vậy nếu như khách hàng nào mình trong thời gian vừa qua các bạn đang chờ đợi chiếc xe Honda Vision có mức giá hợp lý thì đây chính là thời điểm hợp lý để các bạn có thể mua xe, hoặc các bạn có thể đặt cọc để tháng 8 âm mình lấy xe nhé. Và ngoài màu xanh này ra trên phiên bản đặc biệt ra thì tiếp theo nữa Linh sẽ giới thiệu thêm, đó là màu trắng trên phiên bản tiêu chuẩn. Đây là màu trắng phiên bản tiêu chuẩn. Thì phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng khóa chìa các bạn nhé, còn 3 phiên bản còn lại là sẽ là khóa thông minh. Và với màu trắng trên phiên bản tiêu chuẩn này thì đang để giá cho bạn là chỉ khoảng ngoài 35 triệu đồng thôi ạ. Với một chiếc Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn màu trắng với mức giá khoảng ngoài 35 triệu đồng cũng là một dòng xe đang có mức giá hợp lý tại thời điểm hiện tại. Và dòng Vision này các bạn có thể trả trước từ 0 đồng khi mua trả góp các bạn nhé. Tức là các bạn không cần trả trước cũng có thể mua trả góp dòng xe Honda Vision này. Và ngoài ra thì Linh sẽ có thêm màu đen nhám nữa, phiên bản cá tính. Đây chính là phiên bản cá tính, là một trong những cái phiên bản mà khách hàng đang mong chờ giá nó hợp lý nhất. Thì thời điểm này là một trong những cái thời điểm mà Honda Vision phiên bản cá tính đã về mức giá rất là hợp lý cho các bạn rồi, với mức giá là khoảng ngoài 40 triệu đồng thôi ạ. Khoảng hơn 40 triệu đồng một chút thôi là các bạn đã có thể sở hữu một chiếc Honda Vision phiên bản cá tính rồi. Nếu như các bạn có thể xem video trước đây Linh quay thì Honda Vision trong những video trước đây nó có mức giá là từ 42 hay là 45, 46 triệu. Thì ngày hôm nay với mức giá chỉ hơn 40 triệu đồng một chút thôi là các bạn đã có thể sở hữu một chiếc xe Honda Vision phiên bản cá tính rồi các bạn nhé. Và bản cá tính sẽ có hai màu để các bạn lựa chọn là màu đen nhám và ngoài ra thì còn có màu xanh xám nữa. Và ngoài ra thì Honda Vision sẽ còn có phiên bản cao cấp với màu sắc như là màu đỏ, màu xanh là một trong những cái màu sắc mà cũng rất nhiều khách hàng lựa chọn, với mức giá là khoảng
ngoài 37 triệu đồng thôi. Và ở trong showroom thì hôm nay Linh không thể trưng bày hết được các xe, vì vậy Linh sẽ báo giá qua các bạn nhé. Và nếu như khách hàng nào muốn biết chi tiết cụ thể hơn thì có thể liên hệ với Linh hoặc là kết bạn Zalo với Linh theo số điện thoại là 0987162438. Linh sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về dòng xe Honda Vision hay là dòng xe Honda Lead nhé. Và tiếp theo nữa, một dòng xe mà nó cũng có mức giá khá là hợp lý, đó là chính là dòng xe Honda Blade. Blade là một trong những cái dòng xe ga mà có lẽ là thời gian vừa qua nó có cái mức giá không quá là biến động nhiều. Với phiên bản tiêu chuẩn thì thời điểm hiện tại màu xanh than các bạn xem trước màn hình đi ạ. Và ngoài ra thì phiên bản này nó còn có màu đỏ nữa. Bên Linh thì đang để mức giá cho các bạn là khoảng 42 triệu đồng thôi ạ. Lên 125 các bạn nhé, với mức giá 42 triệu đồng. Quá là hợp lý đúng không ạ? Một Honda LED phiên bản 125 đã được trang bị rất là nhiều những cái tính năng rồi, những cái tiện ích nổi trội. Những cái công nghệ mới nhất đã được trang bị trên mẫu xe này rồi, với mức giá chỉ từ 42 triệu đồng thôi ạ. Rất là hợp lý cho phiên bản LED các bạn nhé. Và ngoài dòng LED 125 này ra thì cửa hàng bên Linh còn có LED 160 nữa các bạn. LED 160 trước mặt các bạn là Honda Blade phiên bản 160. Đây là màu xanh các bạn nhé, màu xanh phiên bản đặc biệt, với mức giá là khoảng ngoài 58 triệu đồng cho một chiếc xe Honda LED phiên bản 160 với hệ thống phanh là ABS trên kênh bánh trước, cùng với rất nhiều những cái trang bị trên chiếc xe này. Phiên bản này thì được Honda Việt Nam cho ra mắt và bán bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 vừa rồi. Và hiện tại thì lúc mới ra mắt thì nó đã có mức giá khoảng trên 60 triệu đồng, thì tại thời điểm hiện tại nó chỉ với mức giá khoảng ngoài 58 triệu đồng thôi ạ, cho một LED Honda phiên bản đặc biệt. Còn nếu như các bạn lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe LED 160 với các màu sắc như là màu xanh than, màu đỏ hay là màu đen bóng thì nó chỉ có mức giá là khoảng 57 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một chiếc LED 160 rồi. Thì cũng là một trong những cái dòng xe mà thời điểm hiện tại nó ở mức giá hợp lý. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ quay tới dòng xe Honda Winner X. Các bạn có thể thấy đây là một trong những cái màu sắc rất là đẹp của mẫu xe Honda Winner X này, phiên bản HRC bản đường đua các bạn nhé. Và hôm nay thì nó cũng ở mức giá hợp lý cho các bạn đấy ạ, 40 triệu đồng cho một chiếc xe Winner X phiên bản phanh ABS các bạn ạ. Và đặc biệt hơn thì trong tháng này các bạn mua xe, các bạn sẽ được tặng một chiếc điện thoại Samsung A13 hoặc là một chiếc loa Bluetooth rất là có giá trị của Honda Việt Nam nhé. Và Winner X thì bên Linh vẫn đang có hỗ trợ mua trả góp với lãi suất 0% ạ. Đây là phiên bản đắt nhất của dòng xe Honda Winner X. Và ngoài ra thì mẫu xe này còn có phiên bản tiêu chuẩn với màu sắc là màu đỏ này, màu đen bóng và màu trắng nữa các bạn nhé, với mức giá là khoảng 37 triệu đồng thôi ạ. Honda Winner X phiên bản tiêu chuẩn với mức giá là khoảng 37 triệu đồng. Và mua xe thì các bạn được tặng một chiếc điện thoại Samsung hoặc là một chiếc loa Bluetooth rất là có giá trị. Và bên Linh hỗ trợ mua trả góp với lãi suất 0%. Các bạn sẽ trả trước cho Linh khoảng từ 7 triệu đồng đối với bản phanh thường này nhé. Và thủ tục mua xe là chỉ cần căn cước công dân là các bạn đã có thể mua trả góp rồi nhé. Và các bạn hãy liên hệ với Linh để có thể tư vấn kỹ hơn cho các bạn về dòng xe Honda Winner X. Phía bên này thì Linh có phiên bản đặc biệt này, màu đỏ nhám các bạn nhé, đang ở mức giá khoảng hơn 39 thôi ạ. Bản đặc biệt thì sẽ có 3 màu sắc để các bạn lựa chọn, đó là màu đỏ, màu đen và màu bạc các bạn nhé, đều được trang bị hệ thống phanh ABS, với mức giá thời điểm hiện tại là khoảng ngoài 39 triệu đồng. Và các bạn vẫn được nhận quà, mua trả góp lãi suất 0% thì các bạn cũng vẫn nhận được quà là loa hoặc là điện thoại. Ngoài ra thì bên Linh còn có một phần quà khác nữa như là mũ bảo hiểm, áo mưa hoặc là thẻ thay dầu. Và các bạn liên hệ với Linh, các bạn ở xa liên hệ Linh sẽ hỗ trợ thêm tiền xăng xe nữa. Đó là chương trình khuyến mại rất là tốt cho mẫu xe Honda Winner X. Và tiếp theo nữa thì Linh muốn giới thiệu đến một cái dòng xe mà 2 tháng vừa rồi nó gần như không có hàng, đó chính là dòng xe Honda SH1. Như các bạn biết thì 2 tháng vừa rồi khách hàng có tiền, khách hàng đến cửa hàng muốn mua một chiếc xe Honda SH1 các bạn cũng không thể mua được, bởi vì mẫu xe này vừa rồi gần như là không có hàng tại các đại lý. Thì ngày hôm nay tại cửa hàng bên Linh đã về, và cửa hàng bên Linh đã về SH1 khoảng mấy ngày hôm nay rồi. Như bạn biết thì video trước Linh cũng có quay rồi đúng không ạ? Đây là SH1 phiên bản cao cấp màu đỏ đen, một trong những cái màu sắc mà rất là bán chạy đấy ạ. SH1 màu đỏ đen. Đây là phiên bản được trang bị hệ thống phanh ABS nhé. Và ngày hôm nay nó đang ở mức giá cho các bạn là khoảng 76 triệu đồng. Ngoài ra thì SH1 sẽ có cả phiên bản phanh CVS với mức giá khoảng 66 triệu đồng các bạn nhé. Và nếu như khách hàng nào mà thời gian vừa qua các bạn đang chờ mẫu xe SH1 này thì các bạn liên hệ với Linh nhé, theo số điện thoại là 0987162438 để mình có thể mua xe SH1 hoặc có thể đặt hàng màu xe SH1 để các bạn chuẩn bị lấy trong thời gian tới các bạn nhé. Bởi vì SH1 là một trong những cái dòng xe mà số lượng hàng nó cũng không có quá nhiều ấy. Vì vậy các bạn nhớ là liên hệ trước với Linh, mình có thể được giá tốt nhất cũng như là màu xe ưng ý nhất khi mua mẫu xe SH1 này ạ. Và dòng xe này nếu bạn nào mà mua trả góp ấy thì các bạn sẽ trả trước cho Linh là 30% giá trị xe
Tức là các bạn sẽ trả trước cho Linh khoảng 20 triệu đồng các bạn nhé, mua trả góp dòng xe này khoảng 20 triệu đồng. Với thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân. Và bên Linh thì nhập hồ sơ chỉ trong vòng 15-20 phút nào bạn, đó có thể lấy xe rồi đấy ạ. Đó, đây là một trong những cái mẫu xe mà rất là cao cấp của Honda Việt Nam mà các bạn nữ rất là thích, với kiểu dáng thời trang này, mang đậm phong cách châu Âu. Phiên bản được trang bị hệ thống phanh ABS ạ. Mức giá cho các bạn thời điểm hiện tại là khoảng 76 triệu đồng và với phiên bản CVS thì khoảng 66 triệu đồng các bạn nhé. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu dòng xe Honda SHI. Phía sau đây thì Linh có những chiếc xe Honda SHI. SHI thì thời gian vừa qua nó cũng không có mức giá quá là biến động trên thị trường. Và với các phiên bản là 125 hoặc là 150, ngoài ra bên Linh còn có phiên bản SH350i nữa. Thì đầu tiên thì với phiên bản SH125. Với SH125 phanh CVS thì thời điểm hiện tại nó sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 82 triệu đồng cho phiên bản 125 CVS. Ngoài ra thì phiên bản 125 ABS thời điểm này nó cũng về mức giá hợp lý rồi, nó đã giảm khoảng 3 đến 4 triệu đồng rồi, với mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 93 triệu đồng thôi cho SH125 phanh ABS các bạn nhé. Và ngoài ra thì đối với bản 150 nó đang ở mức giá khoảng 96 triệu đồng cho bản CVS và khoảng 115 triệu đồng cho bản ABS các bạn nhé. Vậy thì nếu như bạn nào đang có ý định mua dòng xe Honda SHI hãy liên hệ với Linh ạ. Và dòng xe này cũng có hỗ trợ trả góp nhé, với trả trước từ 30% giá trị xe. Trước mặt các bạn là hai màu đen và trắng, là hai màu sắc mà khách hàng mua xe lựa rất là nhiều đấy ạ. Hai màu sắc mà truyền thống của dòng xe Honda SHI khi các bạn mua xe. Và tiếp theo nữa thì Linh muốn giới thiệu đến các bạn là dòng xe Honda SH350i. Ngày hôm nay Linh muốn nói chi tiết và cụ thể hơn về mẫu xe SH350i vì mẫu xe này bên Linh đang có chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn, đó là hỗ trợ lệ phí đăng ký trước bạ 3 triệu đồng khi các bạn mua dòng xe Honda SH350i. Và đặc biệt hơn thì kể từ ngày cho ra mắt thì mẫu xe Honda SHI thời điểm này Linh thấy rằng nó đang có giá tốt nhất đấy ạ. Nó có mức giá tương đương với giá đề xuất của nhà máy Honda thôi, với mức giá cho các bạn phiên bản màu xám xi măng này là chỉ khoảng 148 triệu đồng thôi ạ. Và bên Linh còn có cả màu trắng với mức giá chỉ tầm 145 triệu đồng thôi. Và còn có chương trình là hỗ trợ lệ phí đăng ký trước bạ 3 triệu đồng khi các bạn mua dòng xe SH350i này các bạn nhé. Và nếu như khách hàng nào mình yêu thích mẫu xe này, các bạn chưa đủ tiền thì các bạn cũng có thể mua trả góp mẫu xe SH350i này. Và khoản vay tối đa các bạn khi mua trả góp mẫu xe này là khoảng 70 triệu đồng. Các bạn có thể vay tối đa là 70 triệu đồng các bạn nhé, khi mua mẫu xe SH350i ạ. Một trong những cái dòng xe mà được rất nhiều khách hàng yêu thích. Đây là một trong những cái màu sắc mà Linh rất là thích ạ. Màu xám xi măng, xám đen. Gần như đây là cái màu mà hot trend của năm nay. Mẫu xe này thì khách hàng nào sở hữu nó thì đúng rất là đẳng cấp đúng không ạ? Các bạn có thể quan sát chi tiết và cụ thể hơn. Các bạn nhớ nhá, mẫu xe này hiện tại đang có mức giá chỉ tương đương với giá đề xuất của nhà máy Honda thôi ạ. Là từ 145 đến 148 triệu đồng. Lại còn được hỗ trợ lệ phí đăng ký trước bạ 3 triệu đồng nữa các bạn nhé. Và ngoài ra thì bên Linh còn có phần quà, rất nhiều phần quà khi bạn mua mẫu xe này. Và liên hệ với Linh để nhận thêm voucher giảm giá khi mua mẫu xe SH350i các bạn nhé. Tiếp nữa đây thì Linh sẽ quay luôn, tiện thể Linh sẽ quay luôn mẫu xe mà đang có cái chương trình khuyến mại trong tháng này nữa, đó là chẳng xe Wenfa. Thì Wenfa hiện tại đang có chương trình là hỗ trợ lệ phí đăng ký trước bạn là 800.000 đồng. Và mẫu xe này thì nó đang có mức giá cho các bạn là khoảng gần 20 triệu đồng thôi ạ, chưa đến 20 triệu đồng đâu. Trong một chiếc xe Wenfa mà các bạn lại còn được hỗ trợ 800.000 đồng nữa. Thì Linh thấy nó khá là hợp lý so với thời điểm 2-3 tháng trước đây. Nếu như trước đây các bạn mua xe Wenfa các bạn phải bỏ ra tới 22-23 triệu đồng. Thì tại thời điểm hiện tại các bạn chỉ cần bỏ ra chưa đến 20 triệu đồng mà các bạn lại còn được tặng thêm cả 800 nghìn tiền đăng ký nữa. Thì nó khá là hợp lý đấy ạ. Nên là nếu như bạn nào định mà mua xe số, mua Wenfa thì các bạn mua luôn thời điểm này đi ạ. Và ngoài dòng Wenfa ra ấy, thì còn có một cái dòng xe nữa. Còn có một cái dòng xe nữa mà cũng có chương trình hỗ trợ đăng ký 800 nghìn các bạn nhé. Đó là dòng xe Wayblade ạ. Dòng Wayblade này thì nó có giá hợp lý lắm các bạn. Nó cùng phân khúc với Wenfa là 110 phân khối nhưng nó hiện tại đang để giá các bạn là ngoài 18 triệu đồng thôi. Hơn 18 triệu đồng thôi các bạn. Nếu mà các bạn là học sinh sinh viên hay các bạn vừa ra trường, các bạn muốn tìm kiếm một cái xe với mức giá hợp lý ấy, thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng Wayblade 110 này. Đi ở đường thành phố hay các bạn đi học nó rất là nhỏ gọn, nó thuận tiện đấy ạ. Với giá cho các bạn là ngoài 18 triệu đồng thôi và hỗ trợ lệ phí đăng ký là 800.000 đồng các bạn nhé. Đó là dòng xe Wayblade.
Và nếu như các bạn có ý định mua các dòng xe Honda thì các bạn nhớ là đến với các cửa hàng bên Linh nhé, hoặc là đến với cửa hàng Linh ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và các bạn nhớ là phải liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438, hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo với Linh để có thể được Linh tư vấn cũng như là dành cho các bạn những phần quà, những ưu đãi tốt nhất khi các bạn mua xe nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.